Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái lệnh bo cành lệnh fillet. Đây các bạn vô như các bạn về mới nè, cái vô thẻ Magic nè, kéo xuống các bạn vô cái standard millimet.ipt nè, đích đúp vô nó, rồi nó mở cho ta một cái sketch mới nè. Bây giờ các bạn vẽ cho tôi một cái hình chữ nhật nè, gọi lệnh rectangle nè, đích vô đây kéo ra. Cái này là 30 nè, tab qua này chiều rộng 20 thì enter, sau đó các bạn finish. Rồi các bạn add chút lên cho tôi. Đó, add chút lên 10 nè, ok nè. Đó. Đây cái lệnh fillet nằm đây các bạn. Các bạn click vô đây. Đó. Rồi các bạn click vô một cái cạnh nào đó. Yeah. Các bạn có thể bấm này ra đó. Thì nó có nhiều chế độ nè, chế độ thứ nhất á là content á, content á là cái bán kính này là 2, nó bỏ đều từ đây qua đây là 2. Đó. Ok. Apply thì nếu mình thấy đạt thì mình apply. Rồi cancel đó, bo cho ta. Rồi tiếp theo, ví dụ tôi qua cái mặt bên đây, tôi quay qua mặt bên đây đó, tôi gọi là lệnh bo tiếp nè. Bây giờ á, cái kiểu nó là variable là nhiều nhiều cái cung bán kính khác nhau. Đây giờ tôi chọn vô cái cạnh này. Thì bán kính là 2 nè. Vậy nó cứ vị trí nè. Đó, mình có thể click vô đây. Mình có thể click chọn điểm nè. Đó. Từ đây là từ đây qua đây là 2 nè. Đó, mình có thể click chọn điểm nè. Đó, điểm này. Đó, cái bán kính này, ví dụ cái bán kính này tôi cho là 1. Điểm số 1. Ok nè. Đó. Bạn edit line nè. Đây, boy position nè. Đó, lúc này mình sẽ thay đổi cái bán kính này đi, thay cái bán kính này 1 nè. Đó, nó top lại nè các bạn thấy không? Rồi ví dụ bên đây tôi chọn cái vị trí thứ hai nè. Đó, ví dụ tôi cho vị trí này cái bán kính này đây. Bán kính này lên 3 đi. Đó, nó phình ra nè. Ok nè. Đó, các bạn thấy không? Có nghĩa là gì, cái lệnh này nó cho phép mình bo cái cạnh với cái nhiều bán kính khác nhau ha. Nó không giống như bên đây là nó bo một cái cạnh này với bán kính đều nhau từ đầu này tới đầu kia. Còn cái này là nó sẽ bo bán kính khác nhau ha. Mình có thể edit lại nè, bấm phím phải edit nè. Đó. Rồi, mình có thể dùng cái bán kính và vị trí để chỉnh ha. Đó. Đây ví dụ đây. Cho mấy nè. Rồi này bay như mấy nè. Dù cho lên 1 rồi. Đó. Bôi 1, bôi 2 này. N là điểm này. Điểm star là điểm này. Bôi 1 là điểm này. Và bôi 2 là điểm này. Đó, các bạn có thể click vô để mình xem các cái điểm. Rồi, ok. Rồi các bạn cũng có thể gọi là lệnh nè. Đây có các bạn cũng có thể chọn các theo mặt ha. Nãy thường là mình chọn theo cạnh, bây giờ mình có thể chọn mặt nè. Đây ví dụ chọn chế độ này, tôi muốn bo cạnh này với giao tuyến của cạnh mặt trên này với mặt dưới này, tôi click chọn ha, nó bo cái giao tuyến này. Nếu được mình ok đó. Rồi cái này á là bo ba cái mặt ha, ba cái mặt gì liên tiếp nhau, ba mặt liên tiếp nhau. Bây giờ tôi sẽ ép kép ra cái đã, tôi undo lại từ đầu á, tới cái này đây, rồi thì bo nè, đó cái này nha, thì tôi chọn cái mặt trên nè, mặt giữa nè và mặt dưới nè, đó tự động nó sẽ bo cái mặt giữa này với cái kích thước đơ là cái bán kính bằng khoảng cách. Cái đường kính bằng khoảng cách giữa hai mặt này. Ok nè. Xin cancel nó đi. Đó. Như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn cái lệnh bo cung. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hãy chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Các bạn nhớ subscribe, like và share cái kênh của mình để đón nhận các clip kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn.